chuối tiêu bà con ơi, chuối tiêu nó có lợi gì và nó có hại gì cho sức khỏe? Chuối tiêu là rất tốt bởi vì nó hiền, ăn vào là nó tốt cho sức khỏe của người. Nhưng mà có những người thế này vui lòng đừng ăn chuối tiêu thì nó có hại cho bệnh của mình, lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con. Đó là những người có bệnh thận, đừng ăn, nó càng ngày càng nặng thêm cho chứng bệnh của mình. Và những người có huyết áp, tim mạch, buồn nôn, táo bón, đau đầu, dạ dày, người không tỉnh táo, dễ ngủ gật, tiểu đường, vui lòng đừng ăn chuối tiêu. Ăn chuối tiêu vào thì bệnh mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Bà con nên chú ý vui lòng ăn cho sức khỏe mình nó được tốt. Đó là những người không ăn là bệnh thận, huyết áp, tim mạch, buồn nôn, táo bón, đau đầu, dạ dày, người không tỉnh táo, người dễ ngu gật, tiểu đường là vui lòng đừng ăn. Mặc dù ta biết chuối tiêu nó rất tốt và nó có lợi cho sức khỏe, thì những người này, những người như trên không ăn, những người này ăn được là những người nó làm tốt cho bệnh tiêu chảy khi ta ăn chuối tiêu. Đó, nó làm tốt cho bệnh kiết lỵ, làm da non, các vết thương, đường ruột, rối loạn dạ dày, tốt cho hệ thần kinh, đường huyết, đái tháo đường, hạ huyết áp, giúp ngủ ngon, nó giải rượu. Nhưng mà ăn 6 ngày phải nghỉ 1 ngày, 1 ngày ăn 2 trái, có người ta gọi là 2 quả chuối là 2 trái chuối. 1 ngày chúng ta ăn không quá 2 trái, và phụ nữ trên 30 tuổi ăn 1 trái rưỡi thôi, còn trẻ em ăn 1 trái nha bà con. Cho nên chúc bà con ta ăn vui vẻ mạnh khỏe. Những người ăn chuối tiêu rất nguy hại cho sức khỏe, bệnh càng ngày càng nặng thêm, sức khỏe xấu đi. Đó là những người bệnh thận, huyết áp, tim mạch, buồn nôn, táo bón, đau đầu, đau dạ dày, không tỉnh táo, dễ ngủ gật và tiểu đường, vui lòng đừng ăn cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Chúc bà con ta vui vẻ mạnh khỏe. Xin chào, nào.